bạn thấy mình có khuyết điểm gì mà phụ nữ không yêu bạn? Hẹo dơ. Ở dơ trời. Trời đó, coi cái gì vậy? Rồi, mời bạn nam. Mời bạn. Bạn tên là gì? Dạ em tên Dũng. 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 Bao nhiêu tuổi? Dạ em 28 tuổi. Làm nghề gì bạn? Dạ em kỹ sư cái cấu thép. Ra sắt rồi kia xây nhà đó bạn hả? Đúng rồi, nhà xưởng. Rồi và bây giờ chúng ta mời bạn nữ. Em xin chào quý vị khán giả, em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh bên kia ạ. Chào bạn. Chào bạn, mời bạn ngồi. Bạn tên là gì và hiện đang công tác ở đâu? Dạ em tên là Ngọc Nhịn ạ. Ngọc gì? Nhịn, ở trong Nhịn Nhường á chị. À, Nhường Nhịn ha, Ngọc Nhịn. Dạ, hiện giờ mình đang công tác ở đâu vậy? Em là thợ may chị, em đang làm việc ở quận Tân Phú ạ. Rồi. À, như vậy là chúng ta đã nghe được cô gái bên kia nói chuyện rồi. Dạ. Làm nghề may, bạn có thích nghề may không? Dạ, em thích. Tôi hỏi bạn là trong tình yêu á, bạn có hay nhường nhịn hay là chiều chuộng không? Có. Chiều chuộng dữ không? Có một cái giới hạn nào đó. Giới hạn là tới đâu, chiều chuộng tới đâu? Thì nó đừng có quá đáng quá. Bạn có mấy mối tình rồi? Nhiều lắm nhưng mà chỉ có yêu nhiều lắm thôi. Sao kỳ vậy? Tại em đen quá cho nên bạn nữ chê. Bạn ơi nói lớn tí xíu đi, bên đây không có nghe được. Tại em đen quá chị. Đen quá hả? Đen mặn mà thôi, cứng cỏi. Thì người ta nói ngâm ngâm da trâu nhìn lâu mới đẹp, mà mấy bạn nữ nhìn chút xíu thì bỏ chạy rồi, đâu có nhìn lâu là mới đẹp. Bạn thấy mình có khuyết điểm gì mà phụ nữ không yêu bạn? Thì em hay đản trí. Tức là hay quên đó hả? Quên. Quên tên người yêu luôn. Không, cái đó thì không đến nổi. À rồi sao nữa? Với lại em hẹo dơ. Ở dơ trời. Trời đất ơi cái gì vậy? Ở dơ là sao bạn? Khi đi làm về mệt cái mình nằm nghỉ chút xíu, tính chút nữa tắm cái ngủ quên sáng không tắm. Ủa mà nhưng mà sáng thức dậy rồi đi làm rồi có tắm không hay là quên luôn? Có, cái đó là sáng nào cũng tắm hết á. Phải không, nhiều khi sáng dậy cái thấy lạnh lạnh lạnh, hay bữa nào dậy trễ cái thôi đi luôn à. Này tôi nghi lắm nè. Trời ơi không ai chịu được đâu bạn ơi. Đi chơi chung bạn hôi rình ai chịu. Rồi bữa nào, đúng bữa rồi. Nhưng mà lúc đi chơi là lúc nào cũng sạch sẽ anh. Ờ, rồi còn lý do nào mà ế nữa nè? Em lôi thôi lết hết, không có thích trau chuốt bản thân. À, không thích làm đẹp. Còn gì nữa? Với lại công việc em nó bận rộn lắm. Ừ. Không có thời gian để mà đi tìm hiểu nhưng mà hẹn hò. Thôi cái này quá bạn ơi, tôi thấy thôi, thôi, bên quá đây rồi. Bên đây bạn nhịn, bạn lắc đầu đây nè. Chứ cái gì mà đâu mà là không quơ đản trí nè. Rồi á là nè, lôi thôi nè. Không có thời gian hẹn bạn bè nè. Rồi á, ở dơ. Cái quan trọng là cái ở dơ á. Ờ nhịn ơi, dạ. Bây giờ bên kia tự nhận xét người ta vậy đó, còn bạn tự nhận xét bạn như thế nào, bạn có những ưu điểm gì? À, ưu điểm của em á thì cái tính của em nó cũng hơi bị hiền. À, em á thì hình như hơi ngược lại bạn nam bên đó một chút, là rồi. Em hơi kỹ tính chút chị. Dạ, tiêu rồi, rồi tiếp bây giờ mình sẽ khai thác ha. Dạ. Rồi sao nữa, ưu điểm? Luôn hòa đồng với bạn bè, dễ biết nấu ăn chị. Nấu ăn ngon không? Dạ ngon, theo bạn bè em nhận xét là nó ngon. Rồi, vậy mình có khuyết điểm gì không ha? Em chận hơi lâu chị. Không phải là giận lâu mà là do em là giống như quê là hơi bị khó làm quề á. Nếu như mà em giận mà cái bạn mà em giận á làm quề với em trước thì em sẽ bỏ qua. Còn nếu như mà bạn đó cứ im im hay gì thì em cũng không biết bắt đầu câu chuyện sao. Là giận luôn. Là em cũng im luôn. À, em có chiều chuộng bạn nam không? Cũng có, tại vì khi mà mình quen á thì mình phải vì người đó một chút anh. Vì có một chút thôi hả? Nhưng mà theo như chị nghe bạn chia sẻ thì thấy là bạn đúng là một cái mẫu người lý tưởng của gia đình. Dạ, nhưng mà rồi bạn trai bên kia thì những cái khuyết điểm như vậy đó, nãy giờ bạn nghe thì bạn cảm thấy như thế nào? Em nghĩ những khuyết điểm khác thì không quan trọng lắm, nhưng mà em chỉ nghĩ cái này là em nghĩ là có thể thay đổi được. Là giống như bạn ấy để ý chăm chút về bản thân mình chút, sạch sẽ chút là được rồi chị. Anh nói thật sự bạn bên trai đây dễ thương lắm, nói như là thật thà đấy. Rồi bây giờ có tật xấu gì em nói luôn cho bạn kia hiểu luôn đi. Em cũng tắm lâu. Tắm lâu nữa? Lâu là khoảng bao lâu? Khoảng tiếng. Tiếng đồng hồ hả? Làm gì tắm lâu dữ trời? Tắm ta xối cái ào xong gì đâu. Bên đây người ta nói nè, tắm lâu bởi vậy lâu lâu mới tắm một lần. Trời đất ơi. Còn tắm một tiếng bạn làm cái gì ở trong đó một tiếng bạn nói tôi nghe coi. Tại em thích hát á vậy. Hát. Em hát của mình trong vừa tắm vừa hát hả? Dạ. Rồi bây giờ bạn ví dụ bạn đang tắm mà bạn rồi, hát. Đứng lên, đứng lên vừa tắm vừa hát. Vừa tắm vừa hát nha. Hát bài gì hay hát hay tắm á? Hát bài một câu trong bài Gió Năm Xưa. Rồi vừa tắm vừa hát luôn. Rồi, tiếng mới hào nước. Rồi, coi lấy cái ca mút gì đó không làm thì làm thôi. 2 3 Biển cương lá rơi thu hà em ơi. Tắm. Đường dài mịt mù em không đến nơi. Mây nước buồn cơn lửa bên hết cái chuyện chung tình.
cốc thang riêng anh một mình. Tắm. Cây tuôn lá xanh xây mồ cho anh. Tình đâu bè bàn trong câu chiến chinh. Đưa tiếng nào hay dễ chia cách trở hận muôn đời. Tắm. Nói nữa chi thêm ngàn lời. Ủa? Bạn ơi, bạn ơi. Dạ. Là một tiếng đồng hồ là cò tới cò lui vậy hoài luôn á hả? Dạ. Phải không? Dạ. Rồi là sạch vậy là tới là coi như mấy bữa sau mới tắm lại phải không? Dạ. Không dễ thương. Trời ơi, đứng hồi tắm kỳ hồi là tới luôn á. Cái vụ này tôi mới thấy lần đầu luôn á nghe. Bạn có thích người phụ nữ vừa tắm vừa hát không? Em muốn hai đứa hát chung tắm chung. Cái đó được. Trời đất ơi. Trời ơi, nó nghe nè, nó nghe nè. Dạ. Bạn có thích chồng mình vừa tắm vừa hát cải lương không? Cải lương thì em thích nghe, nhưng mà nếu mà cả tiếng đồng hồ vậy thì chắc em phải góp ý hả chị? Giờ bạn nhìn nè, cái mẫu người lý tưởng của bạn là người như thế nào? Em thì em thích là người lịch sự chị. Lịch sự? Dạ, là một người chững chạc. Vậy cái gì ở người bạn trai mà bạn không thích? À, em không thích người thô tục đâu chị. Thô tục là sao? Thô tức là người hơi bạo lực, hơi nóng tính, giận lên là có thể đập đồ. Hoặc là giận quá là có thể nói tôi quýnh mình thì hơi quá. Còn tục là giống như có thể nói những cái câu nói mà nó hơi tục một chút, là hơi cháy một chút. À, nhưng mà giờ hỏi thì bạn trai bên kia nè, bạn có hay chửi thề không? Chứ bên này là người ta rất là đoan trang, thùy mị mà ghét mấy người nói tục, nói thề, chửi thề lắm nha. Em thì không có chửi thề gì nó bậy đâu chị ơi. Mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào? Nữ thì cao khoảng trên 1m55. Ừ. Dạ. À, nặng thì dưới 55kg. Ủa chứ nặng hơn không được hả? Dưới 55 đại dưới. Tại sao? Vì nặng quá nhìn nó to hơn em. Rồi những cái gì mà bạn không thích ở người bạn gái của mình? Thì em cũng thích mẫu con gái của em là sơn móc tay đỏ chót. Rồi nhộm tóc vàng, tóc xanh, tiêu xài hoang phí. Còn gì nữa không? Chảnh chọe. Chảnh chọe. Dạ. Và em thích đó là người bạn gái của em phải biết hát nhạc trữ tình dân ca. Biết hát nhạc trữ tình đó, cái này yêu cầu này nè, thử liền luôn. Biết không? Em biết hát không? Em hát dở lắm chị. Rồi bây giờ mình làm đại anh bản đi. À thôi, em nghĩ dở quá chắc phải về từ từ học theo quá. Nhưng mà chị nói nghe nè, chị thấy em cao lắm luôn á, em cao 1m mấy vậy? 1m58 chị. 1m58 hả? Dạ. Đủ chuẩn bên kia không anh? Rồi hơn 55 được rồi. Được rồi ha. Anh thấy được rồi đó. Dạ. Để xem coi. Em chào anh Quyền Linh. Trời ơi dễ thương quá vậy. Nãy nghe giọng nói này có lẽ hơi khó chịu chứ không chiều chuộng hả? Chiều tới mức thôi hả? À, chiều chứ anh, nhưng mà giới hạn thôi. Còn như bạn nam thì không chiều lại mình thì cái đó là không được. Anh nói cho vui cho thấy cứng cáp thôi chứ thật sự anh sợ vợ lắm. Rồi, cái ok. Cái đâu cần quảng cáo đâu anh Linh. Rồi mình bây giờ sẽ kéo màn lên. Hai bạn sẽ có 2 phút để gặp mặt nhau. Rung không? Rung quá à. Rồi nè, nhìn nha, đừng có xỉu nha. Đẹp lắm ha. Dạ, chào anh ạ. Ấn tượng đầu tiên khi mà anh nhìn thấy em như thế nào? Rất là giống như cái đón anh nãy. Anh nghĩ là em mặc váy à. Em thấy hầu như chương trình này ai lên cũng mặc váy hết anh ơi. À, anh không có mặc váy rồi nha. À không, em nói là bạn nữ thôi. Dài à. Em quê ở đâu? Dạ, em ở Cái Bè Tiền Giang hả? Cái Bè Tiền Giang à. Cái Bè Tiền Giang mà ông Quyết hát giọng cổ hả? Không, đôi lúc cũng muốn học hát lắm mà cứ hát dở nên cứ bị bạn nó giật micro lại, nó không cho học nữa. Làm đại câu đi chứ mình ở miền Tây mình không biết hát nhạc mà cũng kỳ đúng không? Đúng rồi. À, em thấy bạn này biết hát là bù cho em cũng được rồi chị. Nhiều khi thấy bạn Dũng hát hay quá người ta khớp á, chứ bình thường người ta cũng vừa tắm vừa hát á. Ngồi thẳng lên nhìn thẳng vô mặt bạn gái. Thẳng vô, nhìn thẳng vô. Hai người không được nhìn đâu hết. Nhìn thẳng vô để thấy có tiếng sét gì không? Theo như anh thì có dự định là nghiêm túc hẹn hò và tiến tới kết hôn gì? Anh rất là nghiêm túc. Anh đã trốn xếp để đến đây rồi. Ôi trời. Rồi về có sao không? Sao thì ngày mai tính, giờ tính ở đây trước rồi đã. Nhắm kết cấu gì được chưa? Kết cấu anh thấy là ổn rồi đó. Theo như anh đây thì có khoảng bao lâu thì mới dự định là kết hôn? Đó. Khi mà quen tìm hiểu thấy hợp thì khoảng 1 năm. Theo em thì cũng nghĩ vậy, nhưng mà ở trước tiên thì em phải cảm nhận được người đó là sẽ mang tới hạnh phúc cho em. Thì em sẽ tính tới chuyện kết hôn. Em nhịn anh nhường cho anh tắm lâu được đúng không? Không, cái chuyện này tắm lâu thì được, nhưng mà em không có nhường cái chuyện mà không tắm anh ạ.
theo như em mà gặp bạn nam thì em thấy là cũng có một chút quý mến. Còn tiếng sét thì em nghĩ là chắc phải từ từ vun đắp quá, chứ chưa có tiếng sét. Chưa có sét hả? Dạ. Để em hát câu này nữa nghe có sét không nha. Rồi làm luôn. Em ơi, nếu như em không chê anh là kẻ quê mùa hai lúa, dân cơ khí bụi dầu dày vàng phong sương, anh xin được cùng em bầu bàn sớm hôm để cùng chia sẻ những vui buồn của cuộc đời gió bụi. Vừa mới gặp em làm em bị sớm rồi thôi em không nghe gì kỳ vậy, vừa mới gặp em thì vậy là sao nữa. Rồi thôi được rồi, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Vừa mới gặp em sùi lơ luôn, chị tường làm em hết hồn, đúng thừa nữa không, dễ thương đấy bạn trai, dễ thương đấy. 1, 2 và 3 hết thời gian. Thì chúng ta có thể nắm tay nhau một cái đi, để mình coi có ghê tiếng sét gì chưa. Chúc mừng các bạn nha. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tiến triển xa hơn trên con đường này, tìm hạnh phúc cho chúng ta. Tặng các bạn cặp vé xem phim. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ rồi, cảm ơn.